cho các bạn mình là linh Táo. hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn học bộ thủ và bộ thủ này thì nó sẽ là liên quan tới tay cầm và nó nằm ở vị trí ở phía dưới với cái bộ thủ mà nó nằm phía bên tay trái và được viết biến thể thành 3 nét thì mình đã hướng dẫn cho các bạn rồi hôm nay chúng ta sẽ học bộ thủ được viết 4 nét và nó nằm ở phía dưới nó sẽ bao gồm một nét phẩy nằm một nét ngang ngắn một nét ngang dài và một nét sổ sổ móc xuống phía dưới tiếp theo thì các bạn chú ý giúp mình đó là um, vì cái nét phẩy nằm và nét ngang ngắn này thì nó sẽ được viết bằng nhau tiếp theo nét ngang dài phía dưới chúng ta sẽ viết nó dài nhất và nó gọi là nét ngang chủ mình là Đinh Táo và mình có những cái clip và viết về phần chữ Hán mình có đăng tải trên kênh YouTube các bạn có thể lên đấy và các bạn tìm kiếm gõ chữ Alien hoặc các bạn vào kênh TikTok Linh 95 để các bạn xem và các bạn tải về hoàn toàn miễn phí và nếu như các bạn trong quá trình các bạn luyện tập mà các bạn thắc mắc thì các bạn có thể để phần comment ở phần phía dưới hoặc các bạn có thể liên hệ hoặc là inbox cho mình trực tiếp cho mình mình nếu như mình biết được về chuyên môn thì mình sẽ giúp đỡ các bạn nhé